第372天 Ngày 372 Đợi chút nữa không ăn nổi lẩu thì làm thế nào? Hãy nghe và nhắc lại. 等一下吃不下火锅怎么办? 等 一下吃不下火锅怎么办? 等一下吃不下火锅怎么办? 背着, hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi về phía trước đại khái khoảng 200 mét. 往前走大概200米. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Dẫn mẹ đến tự chọn. 带她来自己选. Chất liệu vải rất mềm mại. 面料很柔软. Chuyên tâm chọn, chú tâm chọn. 专心挑 专心挑 2 triệu nguyên văn là 200 vạn 200 vạn 200 vạn Tổng công ty phái đến, tổng công ty cử đến Tổng công sư phải lái Xiên thì dê nướng Khảo yáng rầu chuẩn. Không gấp, không vội. Bù chí. Ngồi một lát. Rủi khuẩy. Nhà đối diện kia. Tuệ miền nể cha. 42.000 đồng. Sự vạn lẻng chiên tuẩn. 502.000 502.000 Lần sau lại đến 下次再来 Đừng gấp, đừng vội 别急 Sẽ còn đến mà 还会来的 Phần của chị. 我的份. Còn phàn nàn. 还抱怨. Ăn sạch rồi. 吃光了. Lại qua đó cũng không muộn. 再过去也不迟. Sợ. 怕 Không ăn nổi lẩu nữa 吃不下火锅